Vâng, xin kính chào tất cả quý hàng đã đến và quay trở lại với kênh thông tin Bất Động Sản Minh Land nhé. Hiện tại em đang có mặt ở khu vực xử lý rác thuộc xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha. Xin thưa tất cả quý anh chị, trước mặt anh chị mình đang là nhà máy rác VietStar. Đó, một thời gian vừa qua một số anh chị có hỏi em là tại sao khu Thái Mỹ có nhà máy rác mà chưa thấy em quay. Thì ngày hôm nay em sẽ đi review thực tế cái nhà máy rác này và cập nhật thêm cho anh chị một số thông tin anh chị ha. Như anh chị mình có thể thấy là ở trước màn hình của anh chị đang có một con kênh. Từ con kênh đổ về bên tay trái là nhà máy rác VietStar và từ con kênh đổ về bên tay phải là một nhà máy rác khác nha anh chị. Hai nhà máy này hoạt động độc lập, không liên quan đến nhau nha anh chị nhé. Đó là thông tin thực tế mà em sẽ chia sẻ cho anh chị trong video ngày hôm nay. Thì nhà máy rác VietStar này có quy mô rơi vào khoảng tầm 8 hectare nha anh chị, tầm đấy. Đó, và cái điều quan trọng là tại sao tới thời điểm này em mới quay, đó chính là vào đầu năm 2020 thì nhà máy rác VietStar là đang được mở rộng nha anh chị, đang được xây dựng thêm để đáp ứng cái nhu cầu xử lý rác thải của thành phố Hồ Chí Minh nha. Xin thưa tất cả quý anh chị. Thì cái nhà máy rác VietStar này nó có cái gì đặc biệt mà hôm nay em đã đi quay? Đó là ngoài cái công việc là xử lý rác á, thì nhà máy này họ còn phát điện nữa nha anh chị. Thì phát điện như thế nào ạ? Hiện tại là chưa xây dựng xong nha. Những cái rác thải hữu cơ thì sẽ được chuyển hóa thành phân bón, còn những cái rác thải vô cơ thì sẽ được đốt để chuyển thành nhiệt điện nha anh chị. Và hiện tại là em đang quay cho anh chị mình xem là ở khu vực xã Thái Mỹ. Nhà máy rác này nó cách cầu vượt Củ Chi khoảng tầm 10 km nha anh chị. Mình đi theo trục đường tỉnh Lộ 8 mà mình rẽ vào đường Tam Tân và mình chạy khoảng tầm 5 km nữa thì mình sẽ đến khu vực nhà máy rác nha anh chị nhé. Rồi thì hôm nay em đã làm cái video cập nhật cho anh chị mình khu vực nhà máy xử lý rác ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó giải đáp cho anh chị mình đang quan tâm là khu vực này nó nằm ở đâu của huyện Củ Chi anh chị nhé. Thì em xin nhắc lại là nó nằm ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ha. Và video của em đến đây là kết thúc. Cũng xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã xem hết video của em và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở những video tiếp theo vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh thông tin Bất Động Sản Minh Land nhé. Vâng, em xin kính chào tất cả quý khách hàng ạ.